Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, nếu bạn thuộc hai con giáp này thì đây là 5 thông điệp may mắn dành cho các bạn trong năm 2023 Quý Mão. Thông điệp thứ nhất là trong năm 2023 Quý Mão, các bạn sẽ bất ngờ nhận được những món quà hoặc những khoản tiền từ người thân, bạn bè ở xa. Thông điệp thứ hai là những bạn nào đang sống bằng nghề buôn bán thì trong hôm nay các bạn sẽ đặt hàng như tôm tươi, bán cái gì hết cái đó. Thông điệp thứ ba là các bạn sẽ được ông Tơ, bà Nguyệt để mắt, thích ai thì hãy mạnh dạn tỏ tình bởi tỷ lệ thành công là rất cao. Thông điệp thứ tư là các bạn sẽ bất ngờ có lộc ăn uống, nhiều bạn được bạn bè, người thân mời những bữa ăn thịnh soạn. Và thông điệp cuối cùng là xin chúc mừng các bạn, bởi với 4 điều kể trên là các bạn đã may mắn hết phần thiên hạ rồi. Con giáp may mắn đầu tiên trong năm 2023 là những người tuổi Tỵ. Trong năm 2023 Quý Mão, những người tuổi Tỵ vừa được thiên ất quý nhân trợ mệnh, lại vừa có dịch mã đưa đường chỉ lối. Vậy nên bạn chắc chắn là một trong những con giáp may mắn nhất trong năm 2023 Quý Mão. So với tử vi tuổi Tỵ 2022, vận khí của người tuổi Tỵ năm Quý Mão 2023 được đánh giá là có những khởi sắc rõ ràng hơn hẳn. Thế nhưng, để có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Công việc, đây là năm sự nghiệp có các tinh che chở nhưng cũng không ít hung tinh rình rập gây điều tiếng thị phi bất cứ lúc nào. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân dẫn tới tai bay vạ gió. Tiền bạc, phương diện này được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn là có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá là mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Trong năm Quý Mão 2023, người tuổi Tỵ may mắn không gặp hình hay là khắc thái tuế. Sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong năm không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do Tỵ cần chú tâm và cố gắng hết mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với những màn thể hiện của bạn. Đặc biệt là tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Ngược lại, những người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm, tất nhiên vận trình vẫn cứ đều đều, không tăng không giảm. Nhưng nếu đó là lựa chọn của bạn thì cũng không có gì phải lo lắng. Về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi Tỵ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong công việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân mình. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp may mắn tiếp theo trong năm 2023 Quý Mão là những gia chủ tuổi Mùi. Trong năm 2023 Quý Mão, những người tuổi Mùi có hoa cái thủ mệnh, lại thêm cục diện bán tam hợp với năm, nên vận trình được khởi sắc rực rỡ, cầu được ước thấy, làm gì chung đó. Sự nghiệp của người tuổi Mùi có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Bạn cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức.
Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè và đồng nghiệp. Thậm chí dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển. Hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân mình. Nếu có ý định tham gia thi cử trong năm nay thì bạn cũng sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, thậm chí làm rạng danh được dòng họ. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình để có thể nắm thật chắc các kiến thức và phát huy khả năng của mình. Tuy nhiên, có thời điểm trong năm chịu ảnh hưởng của quan phù, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn vốn là người có tài, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mùi năm 2023 có nhiều điểm sáng về tài lộc, nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của người tuổi Mùi trở nên cực kỳ hanh thông trong năm 2023 này. Bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc là cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp, nhờ vậy mà cuối cùng mọi việc đều suôn sẻ. Cuối năm, khi các công việc đã vào guồng quay và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Cuối năm thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Bạn mệnh có thể coi đây chính là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng là với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Con giáp tuổi Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm này. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần được tận hưởng hạnh phúc. Với những người còn độc thân chịu tác động tích cực của cục diện tam hợp, bạn sẽ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng gặp người phù hợp với bản thân mình. Những người còn chưa chủ động trong chuyện tình cảm có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng. Điều bạn cần làm thời điểm này là mở rộng lòng mình và thử tham gia các cuộc gặp gỡ. Rất có thể bạn sẽ gặp được người có quan điểm sống phù hợp với mình, có những đức tính khiến mình quý mến. Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn hai con giáp may mắn nhất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.